thống hô hấp của gia cầm có nhu cầu oxy cao hơn rất nhiều so với gia súc. Do có đặc điểm giải phẫu, sinh lý của bộ máy hô hấp rất đặc biệt. Chức năng của hệ thống hô hấp gia cầm chủ yếu giúp điều hòa nhiệt độ, cân bằng axit base thành phần hô hấp, cung cấp oxy, loại bỏ CO2, cơ chế phát âm, cung cấp oxy cho cơ thể hoạt động bình thường và trao đổi chất. Và có một sự thật là 50-80% máu trong phổi gia cầm tiếp xúc với khí màng trao đổi so với 20% ở động vật có vú. Hàng rào khí máu trong phổi gia cầm mỏng hơn đáng kể so với trong phổi của động vật có vú. Phổi gia cầm có các thụ thể CO2 đóng vai trò điều hòa hô hấp. Và những yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe của gia cầm như tác dụng phụ từ vaccine sống ND, IP, ILT, mầm bệnh từ vi khuẩn, virus, nấm, myco, các yếu tố môi trường như ammoniac, stress, nhiệt độ, thông thoáng, ẩm độ và quản lý. Những nguyên nhân gây bệnh trên đường hô hấp thường có hai dạng. Nguyên nhân do virus gây bệnh như Newcastle, cúm, viêm phế quản truyền nhiễm. Nguyên nhân do vi khuẩn hoặc bệnh gây phát, chẳng hạn như viêm mũi, viêm xoang, viêm khí quản, mycoplasma, tổ huyết trùng, v.v. Một khi da cầm mắc bệnh hô hấp, một số dấu hiệu lâm sàng sẽ thấy như hắt hơi, sưng đầu, dịch tiết ở mũi, khò khè. Khi mổ khám sẽ phát hiện thấy viêm hầu họng, xuất huyết điểm trên khí quản, viêm có mũ khí trên đường hô hấp hoặc sẽ thấy viêm phổi, v.v. Những tác động này góp phần gây thất thoát kinh tế do làm giảm năng suất chăn nuôi lên tới 40% tốc độ phát triển của gia cầm, làm giảm miễn dịch, hồi phục không hoàn thiện và tăng tỷ lệ chết cao. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải kể đến các nguyên nhân hàng đầu gây bệnh trên đường tiêu hóa như E. coli, Salmonella, Clostridium perfringens và Campylobacter. Sâu xét chính là một giải pháp giúp cải thiện các vấn đề liên quan đến sức khỏe đường hô hấp và tiêu hóa của vật nuôi. Sản phẩm ở dạng lỏng dùng qua đường nước uống chứa hỗn hợp kẽm, acid citric và tinh dầu thực vật Cineol Timon thuộc nhóm Phytogenic. Sử dụng sản phẩm ức chế vi khuẩn gây bệnh, cải thiện các vấn đề stress và giúp ngăn ngừa các bệnh trên đường hô hấp ở gia cầm. Sản phẩm được sản xuất ổn định theo công nghệ Nano Encapsulation. Với các chiết xuất tự nhiên đã được nhiều nghiên cứu chứng minh tác dụng của chúng gồm bạch đàn, cỏ xạ hương và bạc hà. Sâu xét tập hợp được các lợi thế từ nguồn nguyên liệu tự nhiên như khả năng kháng khuẩn chống E. coli, Salmonella, phòng tiêu chảy, tạo cảm giác ngon miệng từ Timon, kháng khuẩn kích thích hệ hô hấp, giảm viêm, giảm chất nhầy, làm dịu và dễ thở hơn từ tinh dầu và hà, Phenoxynion từ bạch đàn hỗ trợ bài tiết chất nhầy từ xoang và các tác dụng đảm bảo tính toàn vẹn đường ruột, ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại từ acid citric và kẽm. Các hoạt chất này đi vào trong cơ thể sẽ được ly giải từ từ và đến được các cơ quan đích. Nhờ có đặc tính ưa béo nên tinh dầu dễ dàng xâm nhập qua màng tế bào vi khuẩn. Tác dụng kháng khuẩn của tinh dầu có ảnh hưởng đến việc giảm điện thế màng, gián đoạn bơm proton và làm cạn kiệt ATP. Các tinh dầu gây tăng tính thấm màng tế bào vi khuẩn, dẫn đến rò rỉ của ion Ca cộng nội bào và làm rối loạn hô hấp của tế bào. Sự thay đổi này trong tổ chức tế bào có thể gây ra hiệu ứng tầm, dẫn đến các bào quan khác của tế bào bị ảnh hưởng như thay đổi động lực của proton, rò rỉ chất chuyển hóa và các ion, ảnh hưởng lên enzyme bào tương, tác động vào trong và ngoài tế bào ATP và trên ATPase, hoạt động chống lại các thụ cảm. Với cơ chế tác động làm thay đổi quá trình trao đổi chất của vi khuẩn sẽ làm những vi khuẩn có hại chết đi. Hiện nay có rất nhiều nghiên cứu trên thế giới ứng dụng sử dụng các tinh dầu và tác dụng của chúng như khả năng ức chế vi khuẩn của chiết xuất bạch đàn, cỏ xạ hương lên E. coli, Salmonella. Các tinh dầu cũng có tác dụng tích cực khi sử dụng qua đường nước uống để cải thiện năng suất cho vật nuôi. Hoạt tính kháng virus của tinh dầu khuynh diệp được đánh giá bằng xét nghiệm dạng mạng bám đối với virus quai bị và bằng xét nghiệm hàm lượng virus hiệu giá bằng chuẩn độ điểm cuối đối với adenovirus. Dầu khuynh diệp đã được dùng với nồng độ 0.2 microlit trên ml. Các hạt nano gồm các thành phần phytogenic và các poly dễ tiêu tự nhiên. Các hợp chất tự nhiên được trải qua quá trình bọc, sau đó sẽ được phân ly sau khi sử dụng. Nhờ quá trình bọc, có thể làm cho các tinh dầu có thời gian bán rã lâu hơn bằng cách bảo vệ chúng khỏi các tác động của môi trường và duy trì các đặc tính cốt lõi của nó, nâng cao tính ngon miệng, tính ổn định trong khẩu phần, cải thiện tiêu hóa và năng suất tốt hơn. Công nghệ nano được định nghĩa là một ngành công nghệ chuyên nghiên cứu và sử dụng các cấu trúc có kích thước cỡ từ 1 đến 100 nanomet. Nanomet là đơn vị đo lường bằng 1/1 tỷ của mét.
Để hình dung một phần tỵ của bác to nhỏ như thế nào, hãy so sánh một số con số sau đây. Một sợi tóc có bán kính bằng 10-50 micromet. Một tế bào hồng cầu hay bạch cầu có bán kính từ 2-5 micromet. Mỗi micromet có 1000 nanomet. Đường kính của vòng xoắn kép DNA bằng 2,5 nanomet. Khoảng cách giữa các nguyên tử carbon trong phân tử, tức là chiều dài của dây nối giữa carbon này với carbon khác là 0.12-0.15 nanomet. Ở cùng một đơn vị sinh khối, các hạt nano có thể giúp gia tăng bề mặt tiếp xúc gấp 60 triệu lần. Điều này làm tăng hoạt tính nhiều hơn so với công nghệ micromet. Và chỉ có một công nghệ duy nhất trên thị trường có đặc tính như chất dính niêm mạc, chính là công nghệ nano. Cách chiết xuất thymol với công nghệ nano là loại duy nhất được khoa học chứng minh về đặc tính dính niêm mạc. Các hoạt chất kết dính niêm mạc ruột tạo ra hiệu quả tốt hơn và phân ly lâu, kéo dài hơn trong đường ruột, nhờ đó tăng khả năng miễn dịch, kháng khuẩn, kích thích vi khuẩn có lợi phát triển. Nhờ vậy, phải nói rằng công nghệ nano giúp hoạt chất được phân tán tốt hơn trong nước, tương thích sinh học cao, khả năng tải nạp cao, hoạt chất ổn định, hiệu lực hoạt chất nâng cao, đặc tính như chất dính niêm mạc, hoạt chất đi đến cơ quan đích tốt hơn, hoạt động hấp thu tốt hơn. Sử dụng sâu xếp để mang lại lợi ích cho đàn vật nuôi như cải thiện hệ thống hô hấp, giảm tích tụ màng nhầy và dịch tiết ra khỏi khoang hô hấp, kiểm soát các triệu chứng hô hấp khi nội dịch CRD, coryza và các bệnh hô hấp khác, cải thiện và điều trị hơi, ho, khó thở do các nguyên nhân gây nhiễm và không lây nhiễm, giảm các nguy cơ stress và kháng viêm, cải thiện sự phát triển và tỷ lệ sống. Sản phẩm không phải là thuốc nên không có hóa chất tồn dư trong thịt và trứng. Cách sử dụng: pha vào nước cho gia cầm uống với liều 1-2cc cho 3-5 lít nước, hoặc phun với liều 10cc trên 10 lít nước. Dùng 1cc trên 5 lít nước từ 3-5 ngày khi các dấu hiệu xuất hiện như ho, tiết dịch mũi do bởi phản ứng vaccine mà thông thường sẽ thấy từ 10-15 ngày tuổi, và phức hợp CRD thường thấy từ lúc 25 ngày tuổi cho đến trước khi xuất chuồng. Nếu dùng cùng thời điểm đang sử dụng vaccine, nên dùng vaccine vào buổi sáng, còn dùng sâu xếp vào buổi chiều. Qua quá trình nghiên cứu đánh giá của nhà sản xuất về hiệu quả của sâu xếp khi phòng suy giảm hô hấp và cải thiện năng suất sản xuất của đàn gà thịt tại Trung tâm Nghiên cứu Vaccine Barrier Consulting Thái Lan. Khi cho nhóm điều trị dùng khẩu phần cơ bản với sâu xếp liều 1cc trên 5 lít nước trong 3 ngày liên tục sau khi chủng ngừa vaccine và 7 ngày liên tục trước khi xuất chuồng, người ta thấy được số lượng vi khuẩn E. coli đếm được trong manh tràng ít hơn so với nhóm đối chứng không sử dụng sâu xếp trước và sau khi sử dụng. Bệnh tích trên khí quản của nhóm sử dụng sâu xếp cải thiện hơn so với nhóm đối chứng. Các chỉ số về năng suất cũng cải thiện rõ rệt về bình quân tăng trọng, IDG và chỉ số chuyển hóa thức ăn của hai nhóm thí nghiệm. Tất cả điều này cho thấy sâu xếp, sản phẩm chiết xuất từ thảo dược, là giải pháp bảo vệ đường hô hấp giúp gia cầm cải thiện hô hấp và đường dẫn khí, giảm tích tụ chất nhầy và đưa ra khỏi khoang hô hấp tốt hơn, giảm các tác động tiêu cực, stress do tiêm vaccine sống. Gà có khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng hô hấp tốt hơn và hỗ trợ tốt các vấn đề năng suất như giảm hao hụt thức ăn, giảm tỷ lệ tử vong. Sâu xếp thích hợp cho việc sản xuất gà xuất khẩu, gà nuôi không dùng kháng sinh hay trại gà để thương phẩm tạo ra trứng sạch không tồn dư kháng sinh. Trên đây là toàn bộ thông tin về sản phẩm sâu xếp. Nếu có bất kỳ thắc mắc cần được hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ phát triển Tiến Thắng để được tư vấn trực tiếp. Xin chân thành cảm ơn.